cùng theo dõi. Chuyển chậm hơi đáng tiếc nhưng cội lên bóng cho các thủ của AGFC. Bóng đi xuống cột dọc và đi vào lưới. Tỷ số rất nhanh chóng có đó là 1-0. Người thực hiện tình huống lấy bóng ngay, bóng thủ vào số 15 và thực hiện một tình huống đem rất bóng. Anh đã có thể vượt qua được hệ thống phòng ngự. Bất ngờ thì tỷ số đã có an nhiên. Rõ ràng là khó để cho đồng đội bên trong xoay sở. Có thời điểm bóng đi chúng còn rằng nhưng đã có sự can thiệp của thành viên phía các xe an nhiên. William tình huống khá trống chảy nhưng dường như là bóng hơi với cho bất đà băng vào và anh có muốn để bóng đi lên trời. Bởi thế anh cũng đang là cầu thủ cho tình huống đá phạt góc. William tình huống bắt vô lê khá hay. Cầu thủ nguy hiểm giữa mà mấy cầu vừa tạo ra hoàn toàn nhưng còn đang là tiếp tục bình viên vẫn là bình viên biến được đột phá nguy hiểm vẫn còn vẫn là bình viên. Cuối cùng thì bàn thắng đã đến sau nhiều những lộn xộn để cân bằng khoảng cách là 1-1 cho các thủ của công an xã Bình Chánh. Bình Chánh là người đã có những tình huống ngao sát và tạo ra được liên tiếp những sự nguy hiểm và cả tình huống dứt điểm của thủ vào số 22 có đa về chỉ tấn công ấy là gây cháy thì khá lộn xộn. Liệu có một phản công nhanh dành cho công an xã Bình Chánh thì cũng 2-3 khá tốt. William đối mặt với thủ thành và bàn thắng để giúp cho vươn lên dẫn trước lại đối phương. Cú đúp của Tuấn Tam về những phản công việc mãi về dân cao với những tình huống tấn công của mình đã khiến cho anh Nhân Dân Dệ phải trả giá khi mà các thủ của công an xã Bình Chánh phản công nhanh. Nó đã không thể đi vui về không như bạn cách quá dễ. Nguy hiểm bóng treo bóng đi trúng xa gang vẫn chưa thể có hot trick dành cho số 22 nhưng đó là một trong những cơ hội nữa mà các cầu thủ của quan sát Bình Chánh vừa tạo ra. Nguy hiểm của bất thường không được một chút cơ hội dâng cao và thậm chí có cơ hội để thực hiện tình huống ra chân. Đỗ Văn Cường đối phương đá dài không được. Đỗ Văn Cường nguy hiểm thêm một lần nữa ở số 9 đã khiến cho thủ thành của quan xã Bình Chánh phải làm việc. Tình huống thông tin tập trung đối với Đăng Quảng. Đây bóng khá nhanh của Bình Viện khá hợp lý. Tuấn AB đường chuyền bàn thắng tiếp theo và lần này số 10 Bình Viện là người đã có bàn thắng màn đáp lễ của số 22 Tuấn AB dành cho đá đại của mình. Trước đó thì số 22 đã có được hội dứt điểm nhưng anh vẫn thực hiện tình huống chuyền bóng giãn cánh của này để có một hội rõ ràng hơn. Mặc dù là một thành phía em đã có thể can thiệp bóng nhưng không thể tránh được cho anh Nhân Dệ thêm bàn thua. Một cách thứ này đã bắt đầu bá chí núi hầm tình huống ra chân cháy và có bàn thắng để giúp đỡ cách cho các thủ anh Nhân Dệ và dường như vừa trở lại không phải đó là người ghi bàn thủ vào số 15 chính xác là Bích Đào vừa trở lại và anh đã lập cú đúp cho mình và giúp cho anh Nhân Dệ chúng ta có cách trước đối phương nuôi lại hy vọng ở thời điểm này. Cửa hỏng của vô lớp cũng thuộc phản công nguy hiểm đối mặt với thủ thành không vào
cuồng chạm bóng ở ngay vạch môi đã cứu cho cầu thủ của Hoàng Gia bị tránh một bàn đùa trông thấy. Mấy đạo đang được trước bóng có quả trống không bao đủ thời gian không gian để cho số bảy ngâm nghĩa còn việc tình huống đã tại mắt của mình rất rõ ràng. Quả gửi tiếng còi và dường như đó là penalty dành cho cầu thủ của FC An Nhiên. Chúng ta Hoàng Lương Diệp đã rất dứt khoát nhưng mà dường như bóng đã vô tình chạm tay của nỗ lực phòng ngự một cầu thủ bên phía các thủ áo xanh đứng trước bóng. Mình ảo không vào, quá xuất sắc dành cho thủ thành của công an xã Bình Chánh. Lúc này thì chỉ biết nói như vậy thôi khi mà không phải lần đầu tiên mà anh đã thi đấu xuất thần. Đường bắt tài đoán đúng hướng, một cảnh đấu cực kỳ thành công nguy hiểm. Như vậy là cầu thủ của công an xã Bình Chánh tiếp tục có được bàn thắng, nâng tỷ số trận cầu của mình lên thành 4-2. Kịch bản mà chúng tôi vừa nói đã xảy ra khi mà lần này là cú đúp của Minh Việt. Một tình huống phản công nhanh và hệ thống phòng ngự của FC An Nhiên đã trở nên mong manh. Lại một phản công nữa, tình huống 3 đánh 3 cho cầu thủ của công an xã Bình Chánh. Đường chuyền vào, hat trick của Tuấn Đa về, đưa bàn thắng đến một cách liên tiếp. Rõ ràng khoảng cách đã trở nên rõ ràng hơn. Lần này thì cũng tấn công quay lại cánh trái và số 11 dường như đó là Nhật Trường để sau và bằng số vận đạn có một khoảng cách an toàn. Hứa Văn Cường đối với cơ sở khá mạnh mẽ. Một tình huống dứt điểm và thêm một siêu phòng nữa vừa được tạo ra. Và chân quá khó chịu. Một lực lượng đi bóng và kiểm soát một chút điểm khá nhanh. Hoạt chức của Bích Hào. Lạc dân viên khá nguy hiểm, bóng vừa tìm đến xa gần. Một chút bóng và chút điểm. Trường Trường Nga như đã có bàn thắng dành cho lão tướng số 86 trọng biên. Đường chuyền vào, bóng trống liệu có bóng cơ không được. Quá xử lý nguy hiểm nữa của Vĩnh Hảo. Đây là thời điểm cực kỳ quan trọng, một trong hai đội bóng có được bàn thắng sẽ là một lợi thế và nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả cuối cùng của trận đấu. Đã qua, từ đánh đã bị vượt qua, Hứa Văn Cường được chuyền vào. Lần này người ghi bàn đó là cầu thủ số 12 Tuấn Ốc. Thời điểm quan trọng. Như đã nói thì FC An Nhiên nguy hiểm, bàn thắng để giúp cho các cầu thủ của FC An Nhiên đưa trận đấu của mình trở lại trạng thái cân bằng. Điều họ cần cũng đã xảy ra. Bàn thắng đến chờ khoảng 3 phút qua thôi. Khả năng chắc chiêu gọi cực kỳ tốt. Nhanh, Tuấn Ốc, đường chuyền không được. Cần phải bình tĩnh hơn. Vũ Chiến. Trung Hiếu. Khá nguy hiểm. Bàn thắng vừa được tạo ra. Tiếp tục lấy lại lợi thế của mình của công an xã Bình Chánh. Tình huống lấy bóng và thực hiện một tình huống ra chân để đánh bại được thủ thành bên phía sẽ diễn thêm một lần nữa. Đối với pha bóng này thì
可以做正常准备。我不会等到完了不等到。威尔走了。những nỗ lực không biết tên gọi mà đáng khen ngợi của cầu thủ bên phía FC An Nhiên. Một vài là bàn tương tự với tình huống nâng tỷ số lên 6-5 trước đó của cầu thủ của xã Bình Chánh. Được dứt điểm chéo góc. Dù kết quả có như thế nào thì có thể nói đây là một trận đấu quả cảm và cực kỳ thành công với các cầu thủ của FC An Nhiên. Cần phải chắc chắn. Và đến lúc này thì trọng tài cũng thổi còi để kết thúc trận cầu giữa cầu thủ sao Bình Chánh và FC An Nhiên. Số kết cuộc là 6-6. Một trận đấu hay mà hai bóng tạo ra. Một trận cầu hoàn hảo đối với các cầu thủ FC An Nhiên. Và các cầu thủ của cầu thủ sao Bình Chánh họ đã đánh mất lợi thế của mình ở trong khoảng vừa phút cuối. Quá nhiều những diễn biến ở trong khoảng vừa phút cuối này. Cảm ơn hai bóng đã đến với chương trình này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Đến đây thì ngày mình cũng đang đá và luôn chào tạm biệt. Hẹn gặp lại tất cả quý vị và các bạn ở trong chương trình.